Bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cắt dán chip tất bằng giấy thủ công màu. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần chuẩn bị thứ nhất là giấy thủ công màu, bút dạ, kéo cắt và hầu dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. We'll be right back.